Năm 2016, giải thưởng Trần Đại Nghĩa của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trao cho hai công trình xuất sắc về khoa học tự nhiên và công nghệ. Tiếp tục lan tỏa tinh thần ứng dụng các kết quả nghiên cứu, viện đã khởi động chương trình công bố giải thưởng này dự kiến vào tháng 5 năm 2019 tại lễ khởi động lãnh đạo viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam cho biết giải thưởng trần đại nghĩa tôn vinh những công trình khoa học thuộc chín lĩnh vực khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc được cấp bằng độc quyền sáng chế trong và ngoài nước Hội đồng khoa học, Hội đồng giải thưởng xem xét giá trị ứng dụng của công trình đối với kinh tế, xã hội và sự phát triển về con người đất nước Việt Nam. Từ nay đến hết năm 2018, cơ quan thường trực giải thưởng sẽ tiếp nhận mọi hồ sơ cả trong và ngoài nước, giới thiệu ứng cử các ứng viên có công trình được ứng dụng trong thực tiễn, đem lại những hiệu quả thiết thực cho Việt Nam. Tiếp theo, Hội đồng khoa học chuyên ngành sẽ thẩm định và lựa chọn những hồ sơ xuất sắc nhất của từng chuyên ngành để trình lên Hội đồng giải thưởng xem xét quyết định trao giải.